Khi nhắc đến sự phát triển đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến dự án Metro, một dấu ấn quan trọng trong quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng của thành phố. Dù còn đang trong giai đoạn khởi công và xây dựng, các tuyến Metro hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới cho hệ thống giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn đang thắc mắc các tuyến Metro ở thành phố Hồ Chí Minh hiện như thế nào, liệu có triển khai đúng kế hoạch đề ra, thì ngay sau đây quý khán giả hãy cùng Cà Phê Lên khám phá ngay trong video này nhé. Hệ thống Metro thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 8 tuyến đường sắt đô thị và 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một rây với tổng chiều dài khoảng 220 km. Toàn hệ thống có tổng cộng 175 nhà ga, trải dài khắp các quận huyện nội thành và ngoại thành. Dự án được phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2007, khởi công vào năm 2008 với tổng vốn đầu tư ước hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao, có tổng cộng 14 nhà ga. Với 3 ga ngầm là Bến Thành, ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son, 11 ga còn lại là các nhà ga trên cao, Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên. Tuyến Metro số 1 bắt đầu tại ga Bến Thành, đi ngầm 2,6 km qua ga Nhà Hát Thành Phố đến ga Ba Son, tại khu đô thị Vinhomes Golden River. Sau đó tuyến sẽ đi trên cao 17,1 km theo rạch Văn Thánh, vượt qua sông Sài Gòn và chạy dọc theo xa lộ Hà Nội, kết thúc tại ga Suối Tiên, ngay phía trước bến xe miền Đông mới. Tổng mức đầu tư sau khi được điều chỉnh là 43.700 tỷ đồng. Dự án có lộ trình đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và Dĩ An, Bình Dương. Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dự án sẽ vận hành thương mại vào quý 4 năm 2024. Theo kế hoạch, trong quý 3 năm 2024, công trình Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ triển khai các phần việc, rà soát đánh giá an toàn hệ thống, thực hiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, hoàn tất đào tạo nhân sự lái tàu, vận hành, quản lý nhà ga, điều độ, bảo dưỡng. Đến quý 4 năm nay, dự án Metro số 1 sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, hoàn thành cấp chứng chỉ và thẩm định an toàn hệ thống cho các nhà ga còn lại. Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cũng sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu các hạng mục còn lại. Đây cũng là thời điểm chủ đầu tư đặt ra mốc tiến độ vận hành thương mại toàn tuyến. Về tiến độ tuyến Metro số 1 hiện ra sao? Có đang triển khai đúng kế hoạch? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đã đạt khoảng 98% khối lượng công việc. Dự án trước đó có kế hoạch khai thác thương mại vào quý 4 năm 2023, rồi lùi đến tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên đến nay dự án đã tiếp tục dời đến tháng 10 để hoàn thành nhiều phần việc còn lại. Cụ thể mới đây, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã có công hàm gửi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm của chính phủ Nhật Bản, JICA và các nhà thầu sẽ hoàn thành công tác thi công dự án trong năm 2024. Theo công hàm, phía Nhật Bản cho rằng tuyến Metro số 1 có thể thực hiện công tác thử nghiệm của toàn dự án hoàn thành vào hết tháng 7 năm 2024, đến tháng 8 và tháng 9 năm 2024 thực hiện công tác đào tạo, tháng 10 và tháng 11 năm 2024 tiến hành công tác vận hành khai thác thử, và đầu tháng 12 năm 2024 sẽ bàn giao cho phía Việt Nam để phục vụ công tác nghiệm thu, thẩm định cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn thấy sao về tiến độ của tuyến Metro số 1? Liệu có triển khai đúng kế hoạch trong thời gian tới? Hãy để ý kiến của bạn ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Mặc dù tuyến đường sắt Metro Bến Thành Suối Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh lỡ hẹn nhiều năm, nhưng đã tạo ra một làn sóng bất động sản bao quanh. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là việc tuyến đường sắt Metro vận hành. Theo đó sẽ có rất nhiều dự án bất động sản dọc theo khu vực tuyến được Metro hình thành nhờ sự thuận tiện trong việc di chuyển. Có thể thấy tại thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 10 năm kể từ thời điểm khởi công đến nay, mặc dù chưa đi vào hoạt động với nhiều lần lỡ hẹn, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên Metro số 1 đã tạo ra một làn sóng đầu tư bất động sản bao quanh, từ những dự án nhà ở đến các trung tâm thương mại sầm uất. Từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 30 dự án bất động sản phát triển dọc tuyến Metro này. Một số dự án bất động sản dọc tuyến Metro số 1 là Vinhomes Golden Rivers, Sentinel Sài Gòn, quận 1, Vinhomes Central Park, The Madison, City Garden, Singapore Burn, Sài Gòn Burn, The Mano, quận Bình Thạnh, Thảo Điền Burn, Master Ride Thảo Điền, Master Ride An Phú, Gateway Thảo Điền, Nassim Thảo Điền, TDH Phúc Thịnh Đức, First Home Premium, La Vita Garden, Sài Gòn Gateway, thành phố Thủ Đức. Đáng chú ý vì các dự án hạ tầng phát triển cũng thúc đẩy giá bất động sản của các khu vực lân cận tăng cao. Cụ thể, giá mở bán các dự án bất động sản tại những quận có tuyến Metro này đi qua trong giai đoạn 2012 đến 2016 tăng mạnh từ khoảng 150 đến 200% so với các khu vực khác. Đến nay, những dự án hiện hữu nằm dọc theo tuyến cũng tăng từ 15 đến 50% so với giá bán ban đầu.
Không thể phủ nhận rằng tuyến metro số 1 có tiềm năng không chỉ trong việc cải thiện sự phát triển giao thông của thành phố, mà còn nâng cao giá trị bất động sản nằm gần dự án giao thông này. Dự kiến trong tương lai gần, khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, các dự án khu dân cư Hồ Chí Minh này sẽ mang lại giá trị đáng kể cho cả chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Đó là nhận định của chúng tôi. Còn quý khán giả đánh giá như thế nào về dự án này? Hãy để ý kiến ở dưới video nhé. Nếu bạn đang quan tâm một dự án khác, đừng ngần ngại comment vào bên dưới video tên dự án. Chúng tôi sẽ khảo sát và thực hiện review dự án đó trong thời gian sớm nhất. Đồng thời các bạn đừng quên nhấn like, share và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.